buổi sáng ở nhà rồi, mình đi làm buổi chiều mới làm mọi thứ buổi sáng hết, nấu ăn rồi dọn dẹp rồi. Nhưng mà ra năm là phải đây cả ngày nha. Dạ. Chung là ra rằm. Ra rằm đi ra mọi người. Ra phải chứ. Lỡ đi giờ ngủ mà nó không buồn ngủ thì sao nè? Cứ đến giờ ngủ rồi, chấn lên chưa biết. Nhưng mà đa số còn ngủ chút chưa. Nó trung không nổi. Thật á? Chưa đến giờ chứ. Đến giờ đi ngủ á. Mà mấy người cứ chửi em quá trời cơ. Đẹp mà đẹp lắm. Em có ngủ cho nó ngủ đi. Em kìa, no, no. Chưa đến giờ thì chấn giờ. Cứ ngày nữa mình đang rất là... Đến giờ ngủ là chứ. Bấm ta ghi. Cứ bấm nó ta. Không có khách vui, mẹ đang đánh bài. Thì buổi sáng ta
đi kêu em là sang tập hội lấy bài đó. Em cứ tưởng là chắc đó. Chị làm đi tiếng nhanh nhất này. Biết tài mà. Ừ. Thầy. Ngày kia ế kìa, ngày hôm qua ngày này được. Đúng không ta? Đi hôm qua đi chơi nào? Không kia. Con đây đi chơi miết à? Đây một cùng đi tao. Đi đám này đi chơi gì vui vậy? Dàn sắc ba. Vú đắp. Nhập viện rồi. Thôi đó là 4 triệu đó hà. Hả? Thiên chỗ cái khu nó không thôi 4 triệu đó hà. Chúng ơi, gần hết. Còn ghê hơn là mắt kia giống như rằng cái gì sao. Mà đi vô xinh xanh vậy. Đi là cà lì. Mà đi vô mày lắm sao á. Cái cây rồi. Cà lì. Dạ. Mắt ngờ cái bì là. Cây rồi. Đúng rồi mà lo mà ngủ ở đâu, ngủ dưới lều không thì tao có được ngủ ở nhà đâu đó. Ngủ dậy lấy một cây đau lên hết. Sướng quay nữa. Hay là mình vô trong đó, mình ngủ. Được cái gì. Cho mắt lý làm tới cái nguyên hàm răng thôi. Bé này là bao nhiêu bà? Chị có gì đâu. Dung ơi, lên làm với em đi vui. Lên làm đi. Gần nè Dung mà. Cái mắt ra đâu. Cái hồi rủ lên ngủ cùng mà đang nữa. Chị mắt ra chị không thấy cái gì luôn. Để cho con bú đi. Bụt đuối to rồi em lấy về cho Nguyễn nói thì em đóng cho mình nhé. Lấy cho em lấy cho Nguyễn gói rồi không có được.
con mèo về được. Ra một đống nước gần hết rồi thì một đi gần hết. Mai sai. Thì không, ở dưới còn quá trời vậy. Mặc đi. Đám nữa có tem gió không gì hả? Chị Lan coi sắn rồi vậy bán chị nhé. Đó mấy cục nữa. Cái máy rồi mà. Bụng những to. Tướng to mà nè ra nhỏ.